Ông còn mua lối nào nữa. Tôi nói là ví dụ như 375 được. 37 là thừa nhiều rồi anh ạ. 365 được chứ phải. Thì nó cứ áng áng ở tầm 37 quay đầu, không được quá ngắn quá. Bắt đầu cuối năm là lại bọn bán vôi nhặng lên đấy. Nhặt gọn là tí canh cạch ông nghe lại xã vào boom bật binh như thế tí ông nghe lại mất cả lốp. Thích chùi xe của ông ấy bữa ấy lố cái cho vui vào. Khác có chỗ điện cơ mà không biết đâu, đừng gọi tiếp phương làm gì đi. Quanh đường ấy có 10 miếng không? Thì chở hết ra. Vào lấy cả hai tấm cột nữa. Có một hộp cột sánh ấy, mượn cả hộp cột sánh nữa. Thank you.